Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay em tiếp tục phát trực tiếp để giao lưu cùng các bạn nha. Thì rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn. Kênh mình là nơi các bạn có thể giao lưu, trao đổi, học hỏi về kinh nghiệm làm xoài. Thì mình đã áp dụng thực tế và mình thấy hiệu quả các bạn. Thì cũng vài ngày nay thì cái vấn đề mà xoài của chúng ta đó, lá lụa, hơ cứng lá lụa các bạn, mà nó đi đọt rất là nhiều. Thì cũng có nhiều bạn liên hệ mình là than về vấn đề xoài nó lá nó không được già gì mấy mà nó đi đọt các bạn. Thì hôm nay mình có cái dòng thuốc để mình chia sẻ cùng các bạn nha, để các bạn có thể mà xem tham khảo mà để phun nó ức chế xoài chúng ta đi đọt nha các bạn. Thì nếu mà xoài chúng ta lá già mà đi đọt thì chuyện đó không nói các bạn, mà xoài nó lá hơi lụa, hơi cứng lụa thôi mà nó đi đọt rồi các bạn, thì cái vấn đề đó thì mình khuyên tất cả các bạn nên áp dụng thuốc mà để can thiệp nha các bạn. Thì hiện tại trên thị trường thì cũng có cái dòng thuốc để phun ức chế đọt đó các bạn. Thì mình đã áp dụng và mình thấy hiệu quả, thì hôm nay mình phát trực tiếp để mình cho các bạn xem cái dòng thuốc mình đã áp dụng để cho các bạn có thể tham khảo. Nếu cần thiết thì các bạn có thể áp dụng mà để cho nó chặn cái sự đi đọt của xoài nha các bạn. Xoài chúng ta đã xử lý các bước đâu đó đã quá ổn, quá ok mà lá nó không có già. Nếu mà lá già thì mình không nói, mà lá nó không già mà cái theo cái cơ đọt đó thì lá nó đúng ra là mình xử lý hoa là rất đạt, nhưng mà bất chợt đó các bạn, bất chợt có cây mưa đầu mùa 2-3 ngày liên tục đó, nên cái thời tiết nó thay đổi thì cái tỷ lệ xoài hiện tại thì nó ra lá rất là nhiều các bạn, rất là tiếc luôn. Thì mình đã có áp dụng cái dòng thuốc mà để chặn đi đọt đó, thì hôm nay mình phát trực tiếp để chia sẻ cùng các bạn nha. Tại vì vài ngày nay thì cũng có nhiều bạn để liên hệ mình đó, nói về vấn đề đi đọt đó các bạn. Thì đây cái dòng thuốc mình đã từng áp dụng với các bạn, thì hôm nay mình xin chia sẻ các bạn nha. Đây các bạn, đây cái dòng thuốc này là nó chuyên về khống chế cái sự xoài của chúng ta đi đọt nha các bạn. Các bạn sử dụng với liều lượng thì mình sử dụng từ 250g đến 300g cho một phi 200 lít nước các bạn. Thì mình sử dụng cái giai đoạn là mình phun trước khi mình phun bắt đầu kích bông các bạn, khoảng từ 7 ngày đến 10 ngày nha các bạn. Thì mình phun chặn đi đọt này trước, rồi sau 7 đến 10 ngày thì mình tiếp tục mình phun kích bình thường. Thì cái mình có cái công dụng của chặn đi đọt này là mình phun mình để nó ức chế đọt các bạn, nó sẽ giúp xoài chúng ta nó không đi đọt. Rồi sau 7 ngày đến 10 ngày thì mình phun kích bình thường nha các bạn. Thì các bạn quan sát thấy đây, đây là cái dòng thuốc nó dùng để chặn đi đọt các bạn, mình đã áp dụng nha. Mình làm video, mình buổi phát trực tiếp này để chia sẻ cùng các bạn, để các bạn có thể mà xem tham khảo và có thể áp dụng để cho nó đạt hiệu quả nha các bạn. Rồi, để mình chào một số bạn nha. Chào Hồng Nguyên nha, chào Bình Dì Theo nha, chào Tuyền Nguyễn và Phương Nguyễn. Chúc tất cả các bạn buổi tối vui vẻ nha. Thì các bạn có thể đặt câu hỏi để giao lưu cùng mình nha các bạn. Thì tại vì mình thấy 2-3 ngày qua thì các bạn cũng quan tâm về vấn đề mà xoài chúng ta chưa tới ngày phun kích mà nó đi đọt bất chợt. Thì mình đã có dòng thuốc mình đã áp dụng rồi, thì hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn nha. Thì xem như các bạn là tài liệu của bạn tham khảo. Rồi mình chào Quân Dương nha, chào Đức Phu Mai nha, chào bạn nha. Bao nhiêu một hộp vậy anh? Thì mình mua tại giá ở đại lý các bạn, nó thì 120k các bạn ơi. Thì hộp nó là 500g các bạn. Thì mình cho các bạn xem cái dòng thuốc như thế, các bạn có thể mà tìm mua mà để áp dụng như các bạn, để
nó đạt hiệu quả các bạn. Tại vì cái thời gian phun kích mình chưa có tới, mà xoài chúng ta bất chợt đi hoa thì cái đó là đến nó đi đọt, xin lỗi các bạn nha, nó bất chợt đi đọt thì rất là tiếc luôn. Vì mình đã từng áp dụng rồi thì mình chia sẻ cho các bạn, các bạn có thể tìm mua mà để áp dụng. Thì giá thành nó, mình tính ra giá thành nó cũng không cao gì lắm đó các bạn, tại vì một hộp mà nửa kilo mình sử dụng được 400 lít nước, tức là 2 phi các bạn, thì tính ra nó không có mắc mỏ gì đâu các bạn ơi. Rồi anh chia sẻ sớm một chút êm quá mà không sao, áp dụng lần sau, cảm ơn anh. Thì tại vì cái thời tiết nó thay đổi các bạn, nó mưa 2-3 ngày liên tục đó, rồi xoài chúng ta hiện tại chưa tới ngày kích mà nó bất chợt nó đi đọt, thì mình thấy có nhiều bạn quan tâm á, nên mình chia sẻ thôi, chứ mình cũng không có ngờ cái thời tiết như thế. Phải mình biết thì mình chia sẻ sớm cho các bạn có thể tham khảo. Rồi anh biết kỹ thuật xoài tứ quý không anh? Xin lỗi bạn nha, mình không biết nha, xoài tứ quý thì mình không có bạn ơi. Tài tử miệt vườn vlog anh ơi, xoài Đài Loan lá màu xanh đọt chuối, mình đổ gốc sau này kích có chỗ bông không? Đọt chuối là mình còn áp dụng xử lý bắt lo là còn ok bạn, không sao nha. Thì xoài của mình á, hiện tại các bạn thì nó cũng sắp tới ngày kích rồi, nhưng mà nó không có cái trường hợp mà nó đi đọt các bạn ơi. Các bạn xem buổi trực tiếp này, các bạn có thể cho mình xin like nha các bạn, để mình có động lực các bạn ơi. Mà sao đi lọc quậy thì phải đợi lọc già mới kích hay sao anh? Đúng rồi bạn, nếu mà xoài chúng ta mà đi cái số lượng lọc khoảng 5-10% thì cái chuyện đó bình thường bạn, mình nên áp dụng phun thuốc để chặn đọt đi, rồi sau một tuần lễ thì một tuần lễ hay là một hạt 10 ngày thì mình bắt đầu phun kích bình thường bạn. Thì cũng như là xài chúng ta sắp tới cái thời gian phun kích mà chúng ta chưa phun mà nó gặp cái trường hợp mà đi đọt cái lọt sọt như thế đó, thì nó lú cửa thì các bạn biết là đọt rồi chứ không phải bông đâu, thì mình nên áp dụng phun thuốc để phun chặn lại. Còn nếu mà xoài chúng ta ra nó lọc nó đều quá 80-90% thì cái số lượng đều quá thì các bạn phun thuốc để bảo vệ cơ đọt đó, rồi khi lá già thì chúng ta tiếp tục phun kích các bạn. Cũng có nhiều bạn hỏi mình á, rồi mình thấy tại vì cái vườn nhà mình á thì nó cũng bị mưa 2-3 ngày liên tục, nhưng mà vườn mình thì mình không có thấy là nó có hiện tượng nó ra đọt, nên mình cũng không có quan tâm tới nữa. Rồi 2-3 ngày nay thì có nhiều bạn hỏi mình, thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn. Thì khỏi đổ gốc bạn ơi, tại vì thời gian mình đổ đây cũng gần, mà với phần không phải là nhất thiết là mình nói không đổ là không đổ. Nhiều khi cái bạn hãy đi, nếu mà xoài chúng ta chưa phun kích mà nó đi đọt, hay là phun kích rồi mà đi đọt, thì các bạn nên chú ý cho mình là cái cơ đọt của nó có dao lóng không. Nếu mà nó dao lóng cứ mà nó đọt nó phúng giống như xem như là bình thường, nó chưa có ảnh hưởng mắc lo, thì các bạn nên đổ xương lại. Còn mà nó ra cơ đọt mình thấy nó có ảnh hưởng tới bắt lo thì các bạn khỏi xử lý bắt lo lại. Rồi Đài Loan gần kích ra đọt.
lon gần kích ra đọt, phun thuốc chặn đọt, thuốc gì anh? Thì mình cũng có vừa chia sẻ đó, vỏ bông chiến nè. Thì đây cái dòng thuốc này là mình đã từng áp dụng đây bạn. Nó tên là chặn đi đọt luôn bạn. Thì nó phun thì nó giúp sòi chúng ta nó chặn đứng cái quá trình đi đọt nha. Thì một hộp như thế này là 500g các bạn. Thì mình sử dụng được 2 phi, 2 phi tức là 400 lít nước. Thì nó của công ty Winafi các bạn. Đây, cái logo của công ty đây. Thì cái thời gian mình cũng nãy giờ mình cũng nói đi nói lại nhiều lần, 2-3 ngày nay mình thấy các bạn quan tâm vấn đề sòi nó chưa tới ngày phun kích mà đi đọt á, thì hôm nay mình tiếp tục phát trực tiếp để chia sẻ cái dòng thuốc mình đã từng áp dụng cho các bạn nắm, để các bạn tham khảo, các bạn có thể tìm mua mà để áp dụng cho nó đạt hiệu quả nha các bạn. Chứ để nếu mà chúng ta phun kích rồi mà sòi chúng ta đi đọt á, thì cái đó thì cũng không tiếc hung. Mà nếu mà chúng ta chưa có phun kích mà sòi chúng ta đi đọt á, thì cái chuyện đó thì nó rất là tiếc các bạn. Thì chúng ta thăm vườn chúng ta thấy cái số lượng nó bắt đầu nó đi đọt đó khoảng 5-10%, thì chúng ta tiến hành mua thuốc mà để phun chặn đọt là vừa nha các bạn. 5-10% chỉ là số lượng đó nhỏ thôi, mình chặn lại còn cái phần rất là lớn ở phía sau. Mình phun chặn rồi cái tuần lễ 10 bữa sau mình áp dụng phun kích bình thường. Thì cái phương pháp như thế đó là áp dụng là mình thấy nó hiệu quả rồi đó các bạn. Còn sòi của bạn nè, bu du gì nè, sòi bị trùng đọt và bông chan là do bạn xử lý bắc lo nó hơi mạnh liều của bạn. Mình xử lý bắc lo mạnh liều thì nó ảnh hưởng nó vấn đề đọt, và cái nếu mà do ha thì ha nó bị bông chan. Thì mình cách mình xử lý thì các bạn dùng mua thuốc mà để nó giải độc bắc lo, các bạn gãi hoặc các bạn tưới, chứ đâu có cách nào đâu bạn. Có muốn mình các cách khắc phục trước tiên mà khi mà gò ha mình gặp bông chan thì mình khuyên tất cả các bạn nên sử dụng thuốc thuốc mà dạng thuốc dưỡng đó, mình phun mình để kéo nó ra được phần nào hay phần nấy nha. Còn nếu mà bông chan quá thì cái chăm sóc mà gặp mưa bão rất khó khăn, hoa nó khắc là khó đậu các bạn, nó dễ thối hoa và trái hoa. Còn không thì mình mua thuốc để giải độc bắc lo, hiện nay trên thị trường đó, công ty Hai Lúa Vàng đó, thì nó có dòng thuốc dạng xô đó mình dùng để giải độc bắc lo. Chào Thanh Minh nha, chúc tất cả các bạn buổi tối vui vẻ nha. Cho số điện thoại lên để anh em có cần gì liên hệ dễ. Thì các video của mình hoặc ở trong kênh mình thì cũng có số điện thoại rất là nhiều các bạn. Nếu các bạn mà thật sự là quan tâm thì cái chuyện mà tìm số điện thoại của mình cũng không có khó đâu các bạn. Không phải nhất thiết là cái video nào mình cũng phải để số điện thoại đâu bạn. Chào Hùng Nguyễn nha. Thì các bạn có những thắc mắc gì trong việc các bạn áp dụng xử lý sòi rồi các bạn không hiểu thì các bạn có thể đặt câu hỏi để giao lưu cùng mình. Thì cái nào mình đã từng trải, cái nào từng mình đã từng áp dụng thì mình biết, thì mình chia sẻ cho các bạn để các bạn xem như là cái tài liệu để các bạn tham khảo. Còn cái gì mà mình chưa áp dụng, mình không biết thì mình nói thẳng các bạn là mình không biết, để các bạn mà có hướng giải quyết, tìm hướng giải quyết cho nó tốt hơn.
rồi bị bông trang với trùng đột xử lý sao anh hả? Thì nãy mình có nói rồi đó bạn, thì bông trang với trùng đột đó thì cách thứ nhất mà khi chúng ta xài, chúng ta có hoa thì các bạn nên sử dụng phun thuốc dưỡng để kéo nó đọt nó phóng ra được ly nào thì mình hay ly nấy, rồi khi mà nó đỡ, khi mà nếu mà bông trang quá thì gặp mưa bão thì cái việc mình chăm sóc hoa gặp rất nhiều khó khăn, bông trang thì xòi chúng ta nó dễ thối hoa lắm nếu mà gặp mưa, cái thời tiết mưa bão. Còn không thì các bạn có thể mà thì mình có chia sẻ ở đó, ở công ty Hai Lúa Vàng đó, nó có dòng thuốc mà dạng xô đó, nó để giải độc bất lo đó. Thì theo hiện tại nè, bỏ con chiến này, hiện tại mà xòi xử lý gốc rồi mà đi đọt đó, thì hiện tại mình nói hiện tại đi chứ đừng nói đâu mà dài dòng. Thì hiện tại đó thì thời tiết nó nắng nóng quá, cây nó bắt chợt có những cây mùa đầu mùa đó các bạn thấy đó, thì thời tiết nó biến đổi thì xòi chúng ta nó đi đọt là chuyện đó đương nhiên rồi các bạn. Bạn hỏi mình là xoài hòa lọc ra bông gặp mưa nên xịt thuốc gì, thì cái vấn đề thuốc đó thì trên thị trường rất nhiều loại thuốc luôn, nhưng mà mình phải biết cái thời điểm, cái thời gian mình áp dụng thuốc nó mới đạt hiệu quả, và nó cũng rất là nhiều thuốc luôn, mình phải tùy cơ ứng biến đó bạn. Chứ còn nếu mà hỏi xài hòa lọc đi ra bông mà phun thuốc gì thì thiếu gì rồi cái các dòng thuốc mình phải phun luân phiên nữa, mình phải kết hợp với mưa gió, mình phải gung hoa đâu nữa các bạn, chứ không phải mình nói xử lý cái dòng thuốc như thế là đủ đâu. Cử này mình phun thuốc dày, cử sau là mình phun gặp mưa mình phải phun rửa thuốc khác. Đối với mình là mình xử lý xoài là khi mà xoài ra hoa hay là xử lý bất cứ gì về xoài là mình không bao giờ mà ngại cái chi phí đâu các bạn. Khi mà xòi ra hoa được nữa là mình cái sự quyết tâm mình có rất là cao, mình không có ngại nó hao tốn chi phí. Nếu mà các bạn khi xòi các bạn ra hoa mà các bạn gặp mưa bão mà các bạn ngại cái chi phí á, thì mình bảo đảm các bạn là không có trái để bao luôn, có thể nó mắc trắng luôn, từ cái giai đoạn mà đổ gốc và phun tạo mầm, nói chung là các giai đoạn đầu là mắc trắng luôn. Mình có thể đầu tư một các dòng thuốc nó hơi đắt tiền mà cái hiệu quả mình có. Như thế nên có nhiều bạn cũng nói mình là sao mấy bạn áp dụng xòi sao năm nào cũng lỗ, thì do bạn sử dụng thuốc mà bạn ngại, bạn sợ nó nặng chi phí. Khi mà chúng ta từ cái giai đoạn chúng ta xử lý lúc ban đầu nè, nói là rất là nhiều luôn, chúng ta bỏ cái chi phí trong đó, mà khi chúng ta phun kích được nó ra hoa mà các bạn không có dám xử lý, áp dụng các dòng thuốc nó đắt tiền thì cái hiệu quả nó không có, thì cái việc nó gặp mưa bão mưa đêm nữa, 2-3 cây mưa đêm nữa thì nó đi các bạn, mình bảo đảm các bạn luôn. Xoài bạn nè, xoài bạn đã lấy trái 2 năm rồi mà hiện tại là xử lý bất lo được 45 ngày rồi, thì kích là ok đó bạn. Thì theo mình nói nha, tại tử miệt vườn là hiện tại cái thời tiết này mình khuyên bạn hãy chậm phun kích lại, để có thể trừ 5 bữa tuần lễ sau bạn hả phun kích. Chứ hiện tại này thì cái tiết này mình thấy là nó đi đọt khá là mạnh đó. Em mới tưới MKB 5 ngày trước, định mùng 10 tháng này kích
có cần tới chặn đọt không anh? Thì cái chuyện đó chuyện ở bạn thôi bạn ơi, mình cũng không có dám nói nữa, mình cũng không dám phiên nữa nha, tùy các bạn. Thì mới phun 5 ngày nay mà còn 10 ngày, trên 10 ngày nữa, 10 ngày nữa thì cũng tính ra cũng là 10 với 5 là 15, tức là 2 tuần rồi. Nếu bạn có thể phun chặn đọt được thì rất là tốt luôn. Mà mình nói đó là nói theo ý mình nha, còn tùy các bạn. Không phải là thuốc này nó phun chặn đọt là có tác dụng chặn đọt không các bạn, nó giúp lá chúng ta nó già nữa. Mình nói câu lãnh bạn ơi, thì mình xin chia sẻ lại nha các bạn, cái dòng thuốc mình áp dụng để phun chặn đọt á, thì mình cho các bạn xem lại một lần nữa nha, rồi mình kết thúc buổi livestream này các bạn. Đây các bạn, thì cái dòng thuốc này mình không bao giờ mà mình PA cái sản phẩm này đâu các bạn, mình chỉ mình thấy mình đã áp dụng, mình thấy hiệu quả thì mình chia sẻ để các bạn áp dụng nha, chứ mình không phải PA cái sản phẩm này nha. Cho các bạn xem cái công ty luôn, thì mình áp dụng mình thấy hiệu quả thì mình chia sẻ cùng các bạn thôi, các bạn có thể mà thấy các bạn tìm mua để áp dụng cho đạt hiệu quả. Thì mình nhắc lại nha, mình không phải PA cho cái sản phẩm này nha, tức là mình không có giới thiệu sản phẩm các bạn, mình áp dụng mình thực tế mình thấy hiệu quả thì mình chia sẻ cùng các bạn. Rồi mình xin tạm dừng buổi phát trực tiếp này nha, mình xin kính chúc tất cả các bạn có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha.